giới thiệu tài chính Storm Ryu, tiền điện tử thế hệ tiếp theo giao thức lợi nhuận API cố định cao nhất trong tiền điện tử. Về chúng tôi, một cơn bão đang đến. ST đang quét qua thế giới DeFi với giao thức Storm Ryu độc đáo của mình, cung cấp một tài sản tài chính phi tập trung thường cho chủ sở hữu một khoản lãi kép cố định bền vững, mua dự kiếm tiền STI cho API cố định cao nhất trong tiền điện tử. Cộng lại sau mỗi 5 phút, xem danh mục đầu tư của bạn phát triển nhanh hơn ánh sáng ngay trong ví của bạn. Các tính năng an toàn và bền vững lấy cảm hứng từ các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, tự động ghép STI là mã thông báo gốc của giao thức STI với giao thức Auto Tracking Auto Compound, được thanh toán cao nhất trong crypto và API cố định lớn nhất trong ngành ở mức 669 nhân 212,62% tất cả các ví BSC số token STI đều nhận được hưởng tượng lãi gộp tự động cứ sau 5 phút. Quỹ bảo hiểm STI SIF hoạt động như một quỹ bảo hiểm luôn thanh toán tỷ lệ cơ sở tại 0,00838% cho tất cả các chủ sở hữu STI cứ sau 5 phút để đảm bảo tính bền vững về giá, tránh sự bùng nổ và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của giao thức STI. Kho bạc STI trong trường hợp giá giảm mạnh, kho bạc sẽ gửi tiền vào quỹ bảo hiểm giữ cho giá ổn định và bền vững trong dài hạn. Kho bạc cũng tài trợ cho hoạt động tiếp thị, đầu tư và phát triển trong tương lai của giao thức STI. Thanh chiếu sáng 1,5% của tất cả STI được giao dịch được đốt cháy trong Lightning Rock cũng giống như cách cột thu lôi ngoài chợ đời thực loại bỏ các mối đe dọa từ SET. Công cụ thanh khoản tự động STI tự động bơm thanh khoản từ sau 48 giờ bật tính bền vững hoàn chỉnh của API cho đến khi đạt được nguồn cung cấp tối đa. Nhóm không thể tạm dừng hoặc dừng bổ sung thanh khoản tokenomics, mua thuế 2% LB tự động 3% phí đặt hàng trở lại thanh khoản. Quỹ bảo hiểm STI 5% phí đặt hàng được lưu trong SIF, ngân cố 2,5% phí đặt hàng chuyển đến kho bạc, dây thụ lôi 1,5% của STI bị cháy trong thanh chiếu sáng, bán thuế 18%, LB tự động 3% phí đặt hàng trở lại thanh khoản. Quỹ bảo hiểm STI 5% phí đặt hàng được lưu trong SIF, ngân cố 8,5% phí đặt hàng chuyển đến kho bạc, dây thụ lôi 1,5% của STI bị cháy trong thanh chiếu sáng. Về lộ trình phát triển trang web tài liệu white paper chính thức, triển khai hợp đồng thông minh, mạng kiểm tra bằng điều khiển DFV1, kiểm tra bằng chứng vững chắc Group Rock KIC Manic bằng điều khiển DFV1. Tính thanh khoản là nhóm tiền được phân chia 50/50 giữa mã thông báo STI và mã thông báo BNB, cho phép bất kỳ ai mua và bán STI và BNB của họ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bạn không thể nhận được giá tốt nếu không có đủ thanh khoản trong hồ bơi. Do đó, nhóm STI đã thiết kế công cụ thanh khoản tự động STI sao để tự động bơm thêm thanh khoản vào nhóm thanh khoản đơn ban đầu. Các hoạt động của công cụ thanh khoản tự động STI cứ sau 48 giờ đợt bán sẽ bơm thanh khoản mới vào thị trường. Vì thế 4% cho mỗi lệnh mua và bán được chuyển vào ví Auto LB. Cứ sau 48 giờ hợp đồng thông minh bị khóa của chúng tôi sẽ lấy 50% số STI được lưu trữ để mua BNB theo giá thị trường hiện tại, kết hợp với 50% STI còn lại trong ví Auto LB để cung cấp tỷ trọng 50/50 của STI trên BNB thanh khoản bằng cách định kỳ bổ sung thêm tính khoản của LB. Sell cho phép chủ sở hữu mã thông báo STI dễ dàng mua và bán mã thông báo của họ bất kỳ lúc nào mà ít hoặc không bị trượt giá trên thị trường. Dịch vụ đặt cược an toàn 5% tất cả ví giao dịch được giữ trong quỹ bảo hiểm STI giúp giao trì phần thưởng đặt cược bằng cách duy trì sự ổn định giá đặt cược cao nhất và dễ dàng nhất. Đặt cược với Storm Ryu Finance trở nên dễ dàng hơn bất kỳ cách nào khác. Các nhà đầu tư chỉ cần nắm giữ để kiếm STI với API cao nhất là 669,212%. Tỷ lệ cơ sở lại tốc độ sáng và thanh toán chủ sở hữu STI sẽ nhận được phần thưởng cứ sau 5 phút 288 lần trên ngày, biến STI trở thành nền tảng tài chính kết hợp sự tự động mạnh nhanh nhất trong thế giới tiền điện tử. Tự động ghi đĩa, một trong những tính năng độc đáo nhất là The Lightning Rock, một cơ chế ghi đĩa tiến bộ STI. Lightning Rock bảo vệ giao thức STI bằng cách giảm nguồn cung tuần hoàn và duy trì giá STI cao hơn theo thời gian. Video của mình đến đây là hết, xin chào và gặp các bạn ở video tiếp theo.